Chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Nam Toàn cảnh của mình. Thì hôm nay mình tối, đang là buổi tối, mình đi ra mình thăm cái bể mình setup để nuôi những bé rùa tai đỏ baby mà nuôi ở ngoài trời ha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy cái bé này nhỏ xíu à. Sai chừng chưa tới 1 cm, 1 cm rưỡi. Thì nó đã được 2 tuần tuổi. Đó. Cái nãy hoàng nó đã lành rồi. Kia là một bé lớn hơn. Ở đây là một cái bể cộng đồng ha các bạn. Đó, mình để nước cũng như đá để cho nó leo lên vào buổi tối. Thì, khi nó ngủ nó sẽ thoải mái. Đó, để sáng nó đứng lên đó nó phơi nắng nữa. Rồi đây cho hai con qua một bên. Đó, thì cái bể này mình cho rất là nhiều cá vô. Mục đích của cá là nó để nó ăn những cái rong rêu, cũng như là cho cái hồ nó thêm sinh động và vui vẻ á, cho mấy con rùa thôi. Thì trong hồ này là hai con rùa này cũng là hai con rùa đặc biệt. Mình chọn lọc ra từ cái hồ mà cộng đồng lớn nhiều rùa á. Đó, hai con này là hai con khỏe nhất, mình cho nó ra ở cái hồ ngoài trời riêng để tăng thêm cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe cho nó. Nhắn đầu lúc này rồi đó, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem sơ sơ qua cái hồ mình set up nuôi ngoài trời thôi. Hiện giờ là buổi tối rồi, mình cũng không có nói nhiều được rồi, chào bạn.